Và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời toàn thể các bác đã giao lưu với anh Chiến là chủ của vườn lan, chơi một cách đam mê và thực thụ. Em xin chào anh và xin mời anh chia sẻ với anh em như lan này. Anh địa chỉ nhà mình ở đâu? Nhà mình là ngõ 138, vâng. Số nhà 18, phố vâng. Tuyến Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vâng. Em thấy cái lan vườn lan là anh nó đúng bản chất của người chơi đỉnh cao chứ không có màu sắc của sự kinh tế ở đây. Anh có thể giới thiệu số điện thoại cho bà con anh em giao lưu được không? Điện thoại của mình là 0902027381. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Anh có thể giới thiệu một số cái giò của anh. Anh chăm vườn ở đâu mà anh treo ở đây ạ? Đấy, đây là những cây lan cửu long cao phong. Vâng. Đấy thì mình chăm lan thì là chăm ở trên vườn ở trên lóc nhà thôi. Vâng. Trên sân thượng thì vâng. Nó mới có nắng có gió nó mới đạt được cái tiêu chuẩn cây nó tốt như này. Còn nếu mà chỗ này ấy, là chỉ là chỗ trưng bày để uống nước trà thôi. Vâng. Chứ không thể chăm lan như này được. Vâng. Đấy, cái cây này là cây Bệt Ngọc Viễn Đông. Bệt Ngọc Viễn Đông ạ. Bệt Ngọc Viễn Đông. Đây là cây hồng xòe. Bệt Ngọc Viễn Đông. Anh có thể hạ thấp một chút để anh giới thiệu cho các bác xem cái họng, bởi vì anh thấy nhiều người cũng có giao lưu cũng nhiều rồi nhưng mà thực sự cũng chưa được ngắm cả một cái giò to như là anh ạ. Bệt. Ngọc Viễn Đông. Bệt Ngọc Viễn Đông. Em nghe tên hết rồi. Anh em cũng chơi rồi nhưng mà thực sự chưa có giò to được như thế này. Nó nhiều bông này. Xin cảm ơn anh ạ. Anh Chiến này, em nhận thấy một điều đó là đến với nhà anh á thì những cái cây lan á, những cái thạnh thân lan này nó dài, nó rất là nhiều hoa. Đó, ví dụ mình đơn cử như cái giò hồng này đi. Đây là cây hồng tên lửa. Vâng, hồng tên lửa. Nó dày bông cái này thì anh có thể biết là nguyên nhân làm sao, cách nào? Nếu như mà để cho một cây lan ra tự nhiên thì vâng. Không bao giờ nó ra được như thế này. Vâng. Nó chỉ ra được 20 phân thôi. Vâng. Thế nhưng nếu như mình muốn chơi một cây lan đẹp thì mình phải làm hoa để cho nó lở từ cổ móc vuốt xuống thành một suối lan. Vâng. Thì nó mới tạo được cái độ đẹp của cây lan. Thì mình phải kích thuốc vào. Vâng. Để cho lan ra hoa. Đấy. Thế thì anh kích loại thuốc gì đấy ạ? À? Kích là tất cả thuộc học hoa kiji xanh. Kiji xanh ạ? Kiji xanh. Vâng. Nhưng đến đúng thời vụ cây lan thắt ngon, mập, khỏe, đẹp thì lúc bấy giờ ta mới đầu mới xiên chỉ. Vâng. Đấy. Thì khi xiên chỉ xong một cái thì chỉ có chờ nó ra hoa là xong. Vâng. Đấy. Và mầm gốc vẫn lên đều đặn. Sang năm ta lại có một chậu lan mới để chơi. Vâng, lá vẫn xanh. Đấy, lá vẫn xanh. Vâng. Mà lúc mà ra hoa xong thì lúc bắt đầu chuẩn bị ra hoa ta vặt lá đi. Vâng. Thì cây nó mới lở được hoa đẹp. Chứ vâng. Còn nếu mà cứ mà cắt nước như mọi người nói ấy, thì cây lan nó sẽ teo tóp, bông hoa nó sẽ không căng. Vâng. Đấy, nó là như thế. Vâng ạ. Bác có thể giới thiệu với anh em cái cây này, cái chậu cây lan ám Phú Thọ. Vâng. Đẹp quá anh ạ. Ám thôi nhưng mà bông nó sáng quá. Thì nó những ngày đầu thì nó hơi phớt tím. Vâng. Nhưng khi nó căng ra thì nó sẽ sáng, nhưng bông này nó đã bắt đầu đến ngày tàn rồi. Vẫn là ngày tàn, đang đến tàn rồi nhưng nó vẫn còn là đẹp. Vâng. Nhưng mà có nghĩa là tàn rồi, còn những hôm căng nó đẹp lắm. Xứng đáng quá. Được mấy chậu lan là chơi sướng. Và cũng báo cáo với các bác là bác Chiến này bác biết tận dụng những cái vật dụng mà đã người ta đã muốn thay đổi. Đó là những cái trụ cột cầu thang anh có thể giới thiệu cây cầu thang. Vâng. Người ta bỏ đi thì mình về mình cắt ghép mình nắp lên thành cái trụ để mình đặt những cây lan lên để vâng. Tạo cái mô hình đó. Cho nó có cái khuôn viên để lan không bị treo nó khó. Vâng. Cứ đặt ở sân để cái trụ như này để những chậu hoa lên thì nó sẽ đẹp. Vâng. Và bên này nữa đây này. Đấy, các bác lưu ý này. Bên này nữa là làm những cái vách tường nha. Vâng. Thì mình lắp những cái thừa gỗ người ta bỏ đi này. Vâng. Mình cắt ghép lên. Đây là cái nghiến đấy. Đây có cả cái, nu những cái miếng nghiến. Miếng nghiến. Những cái bìa nghiến thì mình cứ vâng. Lắp tay vào tường thôi, mình lắp cái miếng vào vách này, mình vâng. Lắp miếng lên mặt này. Đấy mình tạo cái khuôn viên rồi mình đặt những cái chậu lan lên. Đấy. Để tạo dáng cho nó thành một cái vách hoa. Đẹp ạ. Em thấy là đẹp một cái phòng trà. Đấy, ngắm hoa thưởng trà nó rất là xứng đáng. Đấy, cũng cách làm nó cũng khá đơn giản. Thế nhưng mà cũng phải là cách làm thì đơn giản nhưng mà bằng con mắt nghệ thuật. Đó, để xây dựng lên một cái phong trà xứng đáng với những cây trái tim đẹp tuyệt vời. Đấy. Rồi em xin có mấy kiểu ảnh là hình nhận diện. Đấy. Ngắm lan nữa rồi.
thơm. Cái này cái mít Tràng An này. À mít Tràng An, bác có thể giới thiệu sơ sơ lại cái chữ Tràng An. Đấy, bông đẹp nhờ, đúng rồi. Mít Tràng An. Vâng. Cánh nó to như kiểu cánh sen. Đẹp. Cân chỉnh. Lá nó mít gân này. Vâng. Có gân đầy đủ. Mình chơi xong là mình sẽ lại mang lên cái dàn trên tầng 5 của nhà mình. Tất cả chỗ này chỉ là để chỗ trưng bày uống nước ngắm hoa thôi. Vâng. Còn chăm lan và trồng lan nó ở trên nóc nhà. Vâng. Như cái vườn mà lúc nãy các bác vừa xem ấy. Vâng. Thì là lấy chăm ở trên đấy. Thì có hoa thì cho ông đây. Và bác ơi, trên này là bác làm cái bằng nhựa, nhựa sáng. Đó, thì trên nó không bị mưa. Vâng. Nhưng mà khi tưới lan thì không ướt được. Không ướt được. Mà đủ ánh sáng để mình ngồi, đủ độ mát để mình ngồi ngắm lan. Thì hoa nó vâng. sẽ được lâu, nó lâu tàn. Vâng. Vâng. Rất cảm ơn bác Chiến. À, xin cảm ơn các chị đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Hồng Á Hậu. Vâng. Hồng Á Hậu. Vâng. Mặc dù hoa nó lở cũng hơi lâu rồi, nó tàn, vâng. nó không được căng. Cho nên vâng. là anh em cứ xem tạm thôi. Vâng. Để cảm nhận được nó. Tức là đây là em xuống với những cái giò này là hơi muộn đối với bạn anh em. Còn đây nó là cây sen Tràng An. Sen Tràng An ạ. Ừ. Đấy. Đấy. Nó cũng tàn rồi, vâng. nó hết độ căng rồi. Vâng. Đây là do cái tác phẩm do bác kích mà nên. Đấy, như cái chậu cái này nữa. Còn đây là cây Hồng Lạc Sơn. Vâng ạ. Bông rất nhiều anh nhỉ? Ừ. Anh kích đấy, nó mình phải làm thế nào để cho nó ra hoa. À. Nếu như mà trồng lan mà không để cho ra hoa được toàn thể cái cây này thì là cả một năm chăm sóc cây lan là coi như là mình uổng công. Vâng. Tức là khi nó ra, nó không ra hoa mà nó ra là còn mấy bông hoa này xong mình lại phải cắt hết đi. Vâng. Để nuôi cái mầm gốc thì mình tiếc cái mầm gốc thì chả tạo ý nghĩa gì cả. Vâng. Vậy cho nên mình trồng lan là phải cho nó ra nhiều hoa để dạ, mình vâng. chơi. Vâng. Đấy. Thế thì rất là cảm ơn anh. Thế thì các bác nào muốn kích hoa để chơi như của bác Chiến đây này thì các bác có thể nhấc điện thoại lên và giao lưu với anh Chiến. Thì anh Chiến cũng rất sở lợi. Đúng rồi. Đó, sợi lại và rất dễ, có thể tư vấn cho các bác. Có thể cứ gọi điện vâng. nói chuyện với mình để mình tư vâng. vấn cho cái cách làm hoa như nào. Vâng. Để cho nó ra thật nhiều. Vâng. Đây là cây sơn lữ Đà Bắc. Vâng, em thấy bông đẹp quá. Đấy. Tuyệt vời luôn, đây cánh nó đang bay đây, rất là đẹp. Đấy. Thì các bác có thể cứ gọi cho anh Chiến. Bởi vì đây tất cả đây là những người chơi đam mê thực thụ. Đấy, có thể sẵn lòng chia sẻ tới mọi người. Nhưng mà riêng mình nói riêng về cái cây sơn lữ Đà Bắc này nhé. Vâng. Là mọi người chơi thì lên sưu tầm một cái mặt hoa sơn nữ Đà Bắc này. Vâng. Mình thì không thể có bán được. Vâng. Nhưng cái cây sơn nữ Đà Bắc này nó có một cái đặc điểm là nó không bao giờ ra ki. À dạ. Đấy. Anh có thể xoay cho em một chút được bà con ạ. Không anh bao giờ nó ra ki. Anh chia tán rất đều. Đấy. Vâng. Ui đẹp thật vời anh ạ. Chỉ ra hoa thôi mà làm được ki, không bao giờ có ki. Cái bông nó sáng anh nhỉ. Đấy. Cái cành nó sáng thật. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, rất sáng và đẹp. Sơn nữ Đà Bắc. Nó đẹp đúng như cái tên gọi của nó. Đẹp lắm, đẹp tuyệt vời. Hoa nó cũng bay căng suốt đêm rồi. Vâng. Bay căng suốt đêm, tuyệt vời anh ạ, xứng đáng anh ạ. Mà anh đi những cái chi tiết nó đều, đấy. Bởi vì mình chơi là mình phải uốn nó vào cái những cái dáng chơi. Đó. Đẹp anh ạ. Mình mua trồng lan này 5 năm nhưng mà bây giờ không có một cái kỳ nào để làm giống. Vâng. Mà nó chỉ có một trồng lan này. Vâng. Thế xong như thế này. Nếu như mà cắt ra để ươm thì chắc là được. Vâng. Nhưng mà mình không cắt ươm. Nên là không nuôi trồng ra để mà chia sẻ cho bà con được. Vâng. Đẹp tuyệt vời rồi. Em cảm ơn anh. Em xin được mấy kiểu ảnh đấy. Tranh thủ là chụp ảnh luôn. Ông chủ đập ra. Em chụp được mấy kiểu ảnh rất là đẹp. Vâng. Cảm ơn anh ạ. Một người chơi lan xứ Hà Nội, đất Hà Nội tuyệt vời. Đó. Báo cáo các bác là em xem được cái thông tin là bác Chiến. Cảm ơn anh có thể treo lên cho em ạ. Cảm ơn. Em xem được cái thông tin là trên VTV1 này, thấy anh xuất hiện lên truyền hình, em phải xin địa chỉ của anh và về thăm anh ngay trong ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bác đang xem video. Bây giờ anh Chiến có thể mời các bác lên tham quan cái tầng trên của anh không ạ? Vâng, 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 vâng. Xin mời anh ạ. Vâng. Xin mời các bác chúng ta cùng lên trên tầng trên ạ. Đúng, nó thật. Để anh em còn đam mê, anh em còn chơi cùng với mình. Bây giờ trồng hoa lan ra mà ngắm một mình thì nó còn chả có ý nghĩa gì cả. Vâng. Lúc này là lúc đam mê. Vâng. Để mình trồng những cái lan tốt, khỏe, đẹp. Vâng. Để anh em đến uống nước chè, để thưởng lãm hoa lan.
chứ tầm này còn nghĩ gì đến kinh tế tiền bạc nữa. Vâng. Đấy. Như em là phải chia sẻ như thế để cho đấy. nó rõ. Ông Thế nhiều là khi này cứ bảo là ông có vườn lan, ông đánh bóng rồi ông lùa gà. Vâng. Có làm được việc đấy đâu. Vâng. Anh có cái tác phẩm này hay nhờ, có ba cái chậu lan mà anh treo cái kiểu tác phẩm ở dưới nhà đấy. Cũng hay. Không phải đơn giản đâu. Cũng hoàn hoàn quấn này cũng. À thế thì anh có tự ý định là mình kích vào Tết để chơi nữa không? Có, anh vẫn làm cả hoa Phú Thọ chơi Tết. Chơi Tết. Tết nhà anh vẫn có hoa Phú Thọ chơi cơ mà. À. Đấy. Thế thì đa dạng quá. Vâng. Đấy vâng. Thì bây giờ anh mới lại chia sẻ cho em. Vâng, anh cứ chia sẻ với bà đấy, con. Vâng. Để mà chia sẻ cái Tết thì anh phải hạ một chậu lan này xuống à, vâng. Chia sẻ được. Vâng. Đang gần 40 độ anh à. Nó rơi gần 40 đây độ. Đây là một chậu lan 5 cánh trắng Phú Thọ. Vâng. Nếu mình muốn làm hoa để chơi Tết thì mình phải nuôi được một cây giống to khỏe. Vâng. Và tầm này nó đã dài được khoảng 60 xăng rồi. Vâng. Thế đến khi mà cách Tết 100 ngày. Vâng. Mình sẽ đưa thuốc vào để kích hoa. Và để lơi ấm. Vâng. Nhiệt độ nó tương đối ổn định một tí. Vâng. Nếu rét quá cất vào trong nhà. Lạnh vâng. Treo ra ràn. Vâng. Và cứ chăm bón tưới bình thường sẽ được hoa lở Tết. Vâng. Nhưng không được dưới 100 ngày. Phải kích trước 100 trước ngày. Trước 100 ngày. Vâng. 105 ngày là chuẩn nhất. À. Như theo kinh nghiệm của tôi làm. Vâng. Thì nó sẽ lở hoa đúng Tết. Vâng. Thế thôi. Đấy. Nhưng mà và với điều kiện là đi mà cái mầm gốc thì nó phải lên được tầm phải này. Có một cây cây giống to khỏe. To khỏe trước nó mới đủ đấy, luôn thì thời nó mới đó. Đủ sức để nó mới sinh sản được. Mà nó ra hoa đẹp như bình thường còn đẹp hơn bây giờ. À thế ạ. Và nó sẽ có độ bền hơn bây giờ. Vâng. Vì lúc bấy giờ do thời tiết nó vâng. Lạnh bông hoa lở ra nó không tàn. Vâng. Thế thôi nhưng mà phải làm cho nó được ra hoa. Vâng. Đấy nó chỉ có mỗi cái khó thế thôi. Vâng. Các bác có thể giao lưu với anh Chiến thì mình đã từng làm rồi. Mình không có phòng vườn đông đâu. Vâng. Chỉ làm rất đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ có hoa Tết. Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Vâng. Cứ dùng thuốc để kích thích cho hiện đại nhưng mà làm vẫn kiểu truyền thống. Vẫn truyền thống mà vâng. Đây. Chơi hoa Tết xong vẫn có bộ bồng gốc đẹp. Vâng. Đấy, không bị trột. Không bị trột. Vâng. Vì xong là mình tại chăm dưỡng nó lên thì mầm nó lại lên bình thường thôi. Vâng. Có gì đâu. Nó không có gì là hại cả. Vâng. Hay quá. Đấy. Giữa đất Hà Thành mà có những bác chơi lan rất là tâm huyết và đam mê. Đây, một cái chậu này là chậu à. Chậu gì mà bông to thế, nụ to thế bác nhỉ? Đây. Đấy. À để chia sẻ cho anh em chậu này. Vâng, đấy cái chậu này to không vào. Quay hoa. Vâng. Đây là nụ to quá. Cửu long cao phong. Vâng. Nó có bông nằm ngửa bụng đâu. Vâng. Sợ nó đứt làm gì, có sợ nó gãy đâu. Vâng. Đấy. Nó xuống đều con tắc như này, thế là khi nó lở ra thì ai cũng thấy mắt mũi của nó. Vâng. Nó vuông vắn nó đều đặn như này. Đấy. Chứ bây giờ nếu như bây giờ mình tôi tả một bông hoa mà nó ngửa như này trông ra cái gì? Đúng rồi. Nè. Rồi. Thế bây giờ mình phải cho nó xuống như này người ta mới ngắm được cả mắt cả mũi cả cánh. Đúng chưa? Đúng rồi. Đấy. Ví dụ thế kinh nghiệm mình làm lan thì mình chơi như nào để cho nó hài hòa hợp lý. Cho nên những cái bông hoa ở đây có bông nào nó ngửa bông lên không? Vâng. Quay video thì nó cứ xuống đều tăm tắp đẹp. À, đam mê nó như thế. Sướng. Chơi lan cho nên muốn để bảo anh em ấy chơi thế nào cho nó hài hòa hợp lý. Và còn lúc mà làm lan ra thì mình phải uốn cái lắng cái cây như nào cho nó nhìn nó đẹp mắt. Vâng. Chứ cứ để nó cứ đổ bên nọ đổ bên kia nó nghẹo ngọ thì nó trông nó không hay. Vâng. Đấy. Anh có thể giới thiệu một chút cho anh em ngắm với cái cây trâu nhà anh em thấy nó anh trồng nó hay quá. Nó tốt quá. Thực sự là cái này với cái không gian thế này cũng không đơn giản đâu. Bác chăm được như này cũng không đơn giản. Không có vết đốm nào cả. Đấy, trồng trâu thì bây giờ mình đấy, cứ làm cứ sao đi. Mà trồng để giữ được cái độ ẩm của nó đây này. Vâng. À. Đấy. Thế là nó hút thẩm thấu lên thôi. Đó. Nó hút lên giá thể thôi. Lá trâu đấy, cây trâu đấy. Đẹp quá. Thế nghĩa là luôn luôn phải giữ cho nó có độ ẩm. Vâng. Và nó phải ăn nắng. Vâng. Nếu không có nắng nó gió thì nó không sống được đâu. Vâng. Tầm phong lan. Vâng. Nó cũng như cây phi điệp thôi. Nếu như mà cây phi điệp có nắng nó gió mà độ ẩm nó tốt thì không bao giờ nó thối nó hỏng. Cây trâu nó cũng thế. Vâng. Nuôi được tự lá nó to nó mượt cho mà. Ăn nắng nó khỏe này, nó đúng kiểu. Lá tức nó là dày này. Cái môi trường nó gần nhận với thiên nhiên. Đấy, còn cây này cây trâu lá xoáy này. Lá xoáy. Nhìn nó rồi. Đúng cái giống cái trong trống không? Vâng. Phân bố ra tứ cả phía luôn, tứ diện luôn. Cho nó đỡ quay, nó quay quả. Như cái trong chóng ấy. Em đã nhìn thấy có. Nhưng mà nó là đột biến. Đúng rồi.
và viên lá. Em thấy nhiều người nhà còn có loại vặn nữa. Ở đây xoáy của bác cần không những vặn mà còn xoáy nữa cơ. Xoáy. Vâng. Như trong trắng. Yeah. Vâng.